Sinh ra trong một gia đình Hà Nội gốc, ông bà bố mẹ có truyền thống mặc áo dài và bản thân bà Thủy cũng được mặc áo dài từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, hình ảnh áo dài đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành tình yêu, niềm đam mê của bà Thủy. Áo dài trở thành một phần không thể thiếu trong trang phục của bà. Không chỉ vậy, bà còn lan tỏa tình yêu đó đến các thành viên trong gia đình. Mỗi khi mà tôi mặc áo dài, tôi đều cảm thấy rằng thân, tâm và áo hòa thành một thể nhất như. Điều đó khiến cho tôi luôn phải tự tu dưỡng và rèn luyện bản thân để không chỉ có một hình thể đẹp mà phải có một tâm hồn đẹp để thể hiện ra là một người phụ nữ Việt Nam với tất cả những cái bản sắc riêng nhất trong cái tà áo dài. Các thành viên trong gia đình bà Thủy còn dành thời gian gặp gỡ, khoe nhau những tấm áo mới và sẻ chia với nhau về vẻ đẹp và giá trị của áo dài. Là thông gia của gia đình bà Thủy, ông Nguyễn Văn Giang cho rằng áo dài chính là khoảng lặng cân bằng giữa xã hội hiện đại và truyền thống. Nó là gạch nối giữa quá khứ và hiện tại. Nhờ đó, áo dài luôn tồn tại, phát triển qua các thời kỳ. Nó đạt được những cái yếu tố, những cái sở thích của xã hội, cả quá khứ lẫn hiện tại. Cho nên là chính vì thế nên áo dài khi mặc vào mình cảm thấy có cái gì đó. Mình tự hào, mình là người mà sinh ra ở một cái quốc gia mà có cái trang phục rất là đẹp. Và từ cái lòng tự hào đó thì mình thấy là mình yêu bản thân, yêu gia đình, yêu cộng đồng và nó phát triển lên thành một cái tình yêu dân tộc, quốc gia. Trong cuộc sống có những thứ chỉ duy trì ở góc độ bảo tồn, giá trị sử dụng trong xã hội hiện đại rất ít. Nhưng áo dài thì luôn luôn có sức sống bền lâu. Người mặc áo dài thể hiện được nét đẹp của phụ nữ truyền thống nhưng vẫn thời trang và quyến rũ. Với phụ nữ sẽ có được duyên thầm khi mặc áo dài, còn đàn ông thì lại toát ra vẻ mạnh mẽ. Bọn em quyết định là chọn áo dài làm trang phục để chụp ảnh cưới vì áo dài là một nét đẹp văn hóa rất là đặc biệt của người Việt Nam và bọn em muốn tiếp nối cái nét đẹp đó. Khi mà lưu giữ lại được những cái kỷ niệm trong những bức ảnh này thì để chia sẻ về cho cái thế hệ sau. Với người Việt, tà áo dài từ xưa đến nay luôn có mặt vẻ đẹp vĩnh cửu, không bao giờ thay thế được. Bằng tình yêu đặc biệt với áo dài, bà Thủy đã có mặt tại nhiều sự kiện và truyền cảm hứng đến bạn bè không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Qua đó góp phần lan tỏa tình yêu cũng như tôn vinh áo dài, di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.